Thưa quý vị, không biết từ bao giờ những quán trà mở cửa đến 2 giờ đêm ở sân ga Huế đã trở thành một nơi quen thuộc của biết bao nhiêu thế hệ người Huế. Trong một không gian tĩnh mịch, ấm trà nóng, ngọn đèn dầu và tiếng còi tàu đã làm cho những quán trà giữa sân ga Huế trở nên vô cùng đặc biệt. Từ Nghệ An vào Huế lập nghiệp, anh Nguyễn Thọ Triệu không còn nhớ bao nhiêu lần ngồi ở quán trà này. Chỉ biết mỗi lần ra ga Huế để đi đâu đó, anh đều ngồi ở quán trà trước sân ga này. Cái quán này là nó gần với ga tàu, cái không gian ở đây thì nó thoáng mát. Cái thứ hai là nhìn vào cái quán này tôi thấy có một cái ký ức gửi về cho tôi là có cái đèn dầu, cái điều cay. Những người bán trà ở đây kể lại, ngày xưa xuất phát từ nhu cầu cần chỗ ngồi để đứng chờ người thân hay tiễn người đi xa, nên các quán trà hình thành để phục vụ. Sau hàng chục năm tồn tại, trà ở ga Huế, ngoài việc phục vụ cho những người khách chờ tàu hay người đưa tiễn, thì đây cũng là địa điểm uống trà của nhiều tầng lớp người dân. Cái sân ga Huế này để ta nói chuyện, tâm tình với nhau. Bên cạnh đó cũng nhìn lại những kỷ niệm thời xưa. Mà chứ hiện tại cũng đang phai một chân, còn những cái đèn dầu, những hạt dưa. Đó, ở Huế này, cái vị trí này, thì hằng cho mình một cái không gian đầm ấm để cho mình chia sẻ công việc sau những ngày bận rộn. Trà ga Huế độc đáo ở chỗ là bán thâu đêm suốt sáng, nhưng đông khách vẫn là khoảng thời gian về khuya từ 22 giờ cho đến sáng sớm hôm sau. Trà ở ga thi vị là nó như một xã hội thu nhỏ về đêm. Khách có thể là những người áo quần là lượt, đi xe hơi bóng nhoáng và có cả những người làm việc cực nhọc như anh xe ôm, xích lô. Trong cái không gian ồn ã đặc trưng của một ga tàu, dưới ánh đèn dầu leo lắt, một chiếc bàn nhỏ, đôi ba ghế đầu cùng với ấm trà, đĩa hạt hướng dương, thêm ống điếu cày và bao thuốc lá. Thế là người ta cứ thế hàn huyên mấy giờ liền. Nơi gồm có trà, hạt dưa, cùng dương và kẹo đậu phộng cũng như là những món rất là dân gian. Cái đồ uống rất là dân gian, là đồ nhắm. Thì mình và bạn mình là tới đây là giống như là để chia sẻ những cái khoảnh khắc và những cái vui buồn của cuộc sống. Vì đôi khi ngoài ra cái cuộc sống xô bồ hiện tại giờ thì mình còn một cái góc quán quen để là những cái người mà có những cái tâm tình, có những cái hoài niệm xưa là về giống như kỷ niệm thơ mình còn học chung trường, chung lớp hay là chung một hồi nhóm gì đó. Hơn là cái thứ hai thì sân ga bản này để mình còn cảm nhận thêm một cái là những cái gọi là những khoảng lặng trong tâm hồn của mình. Ra đời năm 1906, đến nay ga Huế đã có tuổi đời 109 năm. Có thể người ta không thể biết những quán trà ở đây có từ bao giờ, nhưng mấy chục năm qua, quán trà ở ga Huế vẫn luôn là một nơi đặc biệt về khuya ở đất cố đô.